Rồi lúc bấy giờ mẹ thằng này, cô chú đi bán cục chiên đó, thì thấy người ta ẵm cho, cô mới hỏi chú là ông có nuôi không? Ông nó nuôi. Thì nó đáp qua lúc bấy giờ mẹ nó là 9 tháng ốm nhách đen thui à. Mà khó khăn quá, cô chú lại nhận được thêm một cháu nữa, rồi mình có nghĩ là khó khăn là chồng chắc khó khăn không? Biết là chồng chắc khó khăn, nhưng mà lý do thứ nhất, người ta khổ quá mình không chịu được. Bạn bè bất cứ này kia cái nọ, giống như mẹ con thằng này, lúc bấy giờ cô thấy cảnh khổ không bỏ được, cho nên cũng đem về nuôi. Tại vì nó cũng là con người, mình cũng là con người, không thể nào bỏ được. Cho nên khi nuôi nó, xảy ra vụ này, cái dạng học sinh, lúc bấy giờ cô hỏi hai đứa làm sao bỏ được. Sáu hổ, nó đã sáu hổ rồi. Nó sang xong rồi, nó nuôi đúng 17 tuổi rưỡi. Sang 17 tuổi rưỡi nó tạo thằng này, nó nuôi đúng 19 tuổi nó bỏ cô nó đi. Cô chú là mấy người con nha? Cô chú ba, hai đứa con trai. Con cô chú là lớn nhất là bao nhiêu rồi? 41 tuổi. Rồi con kế? Kế cũng trai luôn. Là bao nhiêu? 31 tuổi. Rồi sau đó 10 năm sau, rồi sao lý do nó dài thế? Sanh đứa đầu là cô sinh mổ. Cuộc sống thì cũng bấp bênh cho nên là không dám sanh. À, rồi đợi nó khá khá lên chút mới sanh một người con trai nữa. Đúng rồi. Rồi sanh hai đứa con trai vậy, nó cuộc sống nó còn vất vả không cô chú? Sanh đứa sau cũng sanh mổ luôn đó. À. Cũng vất vả chứ, đương nhiên là sanh đứa sau thì ra bán bột chiên rồi. Hồi đó cô làm nhà nước, rồi chú cũng làm bộ đội. Rồi trước khi mình bán bột chiên đó, mình làm gì để mưu sinh? Thì lúc bấy giờ là ông cũng chuyển qua bộ đội, ông chuyển qua nông sản thực phẩm. Dạ. Rồi cô thì cũng đã chuyển qua bên lương thực. Rồi sau này lương thực một thời gian để chuyển qua công ty chất đốt thành phố. Mới làm mất sức xong mới về xong thì là mới bán bột chiên. Ba công việc của chú toàn là nuôi sống mọi người không đó? Dạ. Nào là lương thực nè, chất đốt nè, rồi gì nữa chú? Làm bên nông sản thực phẩm. Nông sản thực phẩm, phẩm, phẩm. Về hưu rồi cái mình cũng khó khăn quá cô chú hả? Đúng rồi, vâng ra. Ở đó mình không có tích lũy được à? Lúc bây giờ có con đầu thì nó cũng ưa ốm ưa đau. Là con biết lương hồi đó là cũng đâu có bao nhiêu. Dạ. Cho nên là mình cũng phải bôn ba này kia cái nọ, thì nói chung là cũng không có tích lũy được. Rồi lúc bấy giờ mẹ thằng này, cô chú đi bán bột chiên đó, thì thấy người ta ẵm cho, cô mới hỏi chú là ông có nuôi không? Ông nó nuôi. Thì nó đáp qua lúc bấy giờ mẹ nó là 9 tháng ốm nhách đen thui à. Nhưng mà khó khăn quá, cô chú lại nhận được thêm một cháu nữa, rồi mình có nghĩ là khó khăn là chồng chắc khó khăn không? Biết là chồng chắc khó khăn, nhưng mà lý do thứ nhất, người ta khổ quá mình không chịu được. Bạn bè bất cứ này kia cái nọ, giống như mẹ con thằng này, lúc bấy giờ cô thấy cảnh khổ không bỏ được, cho nên cũng đem về nuôi. Tại vì nó cũng là con người, mình cũng là con người, không thể nào bỏ được. Cho nên khi nuôi nó, xảy ra vụ này, cái dạng học sinh, lúc bấy giờ cô hỏi hai đứa làm sao bỏ được. Sáu hổ, nó đã sáu hổ rồi. Nó sanh xong rồi, nó nuôi đúng 17 tuổi rưỡi. Sanh 17 tuổi rưỡi nó tạo thằng này, nó nuôi đúng 19 tuổi nó bỏ cô nó đi. Hộ khẩu nó thành phố hết, không có gì thôn quê. Mà nó cũng không biết cô chú là mẹ nuôi của nó. Không biết. Nó không biết nó là con nuôi đâu. Ủa là sao vậy? Tức là vậy nè, nãy giờ cô kể có lẽ là cho chú cũng không có hiểu. Tức là cô chú có hai người con. Ừ. Và sau đó thì cô chú nhận nuôi thêm một đứa con gái. À. Là cái người đó là được 9 tháng. À. Thì sau này khi mà nuôi cho tới 17 tuổi rưỡi hả cô hả? 17 tuổi rưỡi là cô đó cổ có bầu. Rồi cổ sanh đây, sanh bạn này. Thì sanh à. Sanh ra được 2 năm thì cổ bỏ nhà đi. 15 tháng là nó bỏ đi rồi đó. À. Dạ. Rồi bây giờ lại tiếp tục lại nuôi tiếp tục cháu nuôi, ngoại cháu thôi. Cháu ngoại nuôi nữa. Dạ. Con nuôi lớn xong rồi có lông có cánh rồi bay đi. Dạ. Rồi nuôi cháu ngoại nuôi nữa. Dạ. Trời ơi sao khổ như vậy. Khổ nó chồng. Bởi vậy Quyền Linh mới hỏi cô là cô không trích lũy lũy được hay sao, là lý do là như vậy. Dạ. Ta nói lá lành đùm lá rách, à, ông bà lá rách thế nào đùm lá te tua nữa. Cái gì sau lưng cô thì thôi cô không nói, nhưng mà trước mắt cô không thể nào cô bỏ được. Cô chú là những cái con người rất là yêu thương mọi người và luôn luôn lay động trước những hoàn cảnh khó khăn. Người ta nói rằng là mình giúp người đó, chưa chắc người đó trả ơn mình đâu. Đúng mà rồi. Sẽ có người khác trả ơn. Dạ, thì nay chú yên tâm, chú giúp con Ngọc Lan chiều nay no đi. Rồi. Nó sợ chiều nay từ chối không tới đó. Chứ tới lúc nào cô chú cũng thẳng sàng, không có gì.
Con với chú Quyền Linh được cái đi qua chương trình hay xinh lắm. Bây giờ thì cái cuộc sống hiện tại của cô chú là như thế nào? Ngoài cái việc mà đi bán một chiên buổi chiều nè, rồi buổi sáng thì cô chú sinh hoạt như thế nào ạ? Ở nhà mình còn thiếu gì ra chợ mua cái đó về để bổ túc thêm. Dạ, còn hai người con trai của mình, con thì nó ở riêng, nó làm riêng, nó làm bảo vệ. Thì bây giờ mức lương bảo vệ thì biết rồi, thì nó cũng chỉ đủ trang trải trong nhà nó thôi, chứ ngoài ra nó cũng chả có giúp được cái gì. Bây giờ còn sức thì còn làm. Dạ. Khi nào mình không làm được nữa thì bây giờ nhờ vả tới con cái. Dạ. Chứ còn bây giờ mình còn sức mà mình ấy thì đâm ra nó cũng tội nghiệp cho nó. Vậy chứ mà trời thương, không bệnh hoạn mấy đâu. Chứ cách đây 2 năm thì ổng là tràn dịch phổi, rút ra 12 lít nước. Thì khi ổng xạ trị xong rồi về có cho uống thuốc bắc, thuốc nam liền. Dạ. Cho nên là cô không đến nỗi nào. Vậy thì cho con hỏi là cô chú có lo lắng hay không? Khi mà cô chú tuổi thì càng ngày càng lớn, sức khỏe thì chắc chắn là không thể nào mà mình giữ được giống như ngày xưa, mà bạn này thì lại còn quá nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Có chứ. Có lúc cô cũng lo đó. Bây giờ như thế nào đây, để sao mình có nằm xuống á, thì nó đã có cuộc sống của nó. Ví dụ nhân bà ngoại mất đi rồi con làm gì? Nó đi lượm ve chai. Trời. Rồi hỏi nếu mà hai bác không cho con vô nhà, con làm gì? Con muốn còn trọ con ở. Nó bây giờ ai hỏi gì hỏi, nhưng mà các bác không đành lòng nào mà để cho con ra đường con ở. Cho nên bây giờ ông bà ngoại còn sống, cho con ăn học, con phải ráng ăn học. Con cứ nhìn lên, cuộc sống của con không bằng ai, nhưng con nhìn xuống, các bạn còn khổ hơn con rất là nhiều. Dạ, chính xác. Cô đã quyết tâm trong cái lòng của cô, nghèo thì nghèo, nhưng cố gắng ăn học, để sau ông bà nắm mắt xuống rồi thì con có chỗ nghĩa, con ra con đi là con kiếm sống, thì không có lệ thuộc ai hết. Nói chung tương lai của bé đó, do ông bà định hướng, nhưng cũng cần có sự giúp của hai cậu con trai đó, của nhà đình đó. Linh nghĩ rằng với câu chuyện của ông bà thì rất nhiều cái mạnh thường quân cũng sẽ có thể chia sẻ một phần nào đó. Tương lai còn rất là dài ông bà, chúng ta không thể nói trước điều gì, nhưng vấn đề chúng ta cho con cháu mình được cái chữ đó, cái chữ sẽ thay đổi những số phận của nó. Đúng rồi. Ông bà vượt qua bao nhiêu khó khăn dòng bão cuộc đời như thế, có bao giờ ông bà định buông xuôi hay có một cái mâu thuẫn này ông bà cãi nhau đến mức mà chúng ta phải giải tán không ạ? Không. Không, không có ý định đó. Không bao giờ có ý định đó. Dạ. Cô 69 tuổi, ông 74 tuổi là con biết đi ra đoạn đường cũng quá xa rồi đó. Dạ. Nhưng mà chỉ có sợ là khi trong hai người, một người nằm xuống, một người còn, thì chỉ có buồn thôi. Không biết mình có vượt qua nổi hay không. Dạ. Đúng là cũng vợ chồng người ta nói là chồng bác còn có khi xô, phải không? Dạ. Vợ chồng người anh ở với nhau thì cũng có thế này thế khác. Tuy rằng có đôi lúc không có được hài lòng với nhau thật đấy, nhưng mà không đến nỗi là phải tôi bỏ bà hay là bà bỏ tôi hay là thế này thế khác, là không có đâu. Nặng lời thì có nặng lời, nhưng mà cũng không đến nỗi quá đáng quá. Ổng mà nói á, tao không nói đâu. Ngày hôm sau tao nói, ê, ngày hôm qua nói vậy là không có đúng nha. Ê, không có được nói vậy nha. Lần sau đừng nói vậy nha. À. Không bằng lòng đâu á. Là cái ê đó là... Chỉ nói vậy thôi. Là cảnh báo đó nha. Nói chừng ê là mệt rồi đó. Cô, nhưng mà ví dụ như cô có đặt cái trường hợp mà lần sau chú vẫn vậy rồi, cái chuyện lớn mà cô tính là chuyện gì không cô? Không. Cô vậy chứ sợ là không dám nó lọc lại. Giận thì giận, nhưng mà chiều vẫn bán một chiên chung. À, vẫn bán bình thường. Đâu có bỏ bữa nào đâu. Không. Giận thì giận, nhưng mà ôm thì ôm hả? Chở nhau đi bán bột chiên rồi có ôm cứ ngắt không? Bán bán bình thường thì chở nhau đồ, chở đồ đi thì này kia nọ là đương nhiên là phải ngon. Cái chiếc xe tình yêu đó chú chở cô được bao nhiêu năm rồi chú nhớ không? Thì từ ngày giải phóng đến giờ là cái xe đó nó tới giờ luôn đó. Trời ơi. Xe đó từ hồi giải phóng đến giờ. Nhiều khi dựng ngoài đường chứ mà các cô á, lại nó đổ xe tay ga rồi xe ta làm ăn mà. Núi giờ vàng là 200 một chỉ là mua không đến ngàn mấy, ngàn hai đó. Năm 75 năm nay là năm 2021 rồi. 76 đó. Là nhiêu năm rồi? Ba mấy năm. Bốn mấy năm á. Sao vậy? Làm sao vậy? Bốn mấy năm á.
bốn mấy năm rồi đó. Bốn mươi mấy năm người ta nói là chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, còn cái này là chở nhau trên chiếc xe máy cũ. Xe máy cũ vẫn như thế. Vẫn như thế. Có nhiều lần sửa chưa? Sửa thì sửa một lần thôi chứ còn từ đó giờ không có sửa mấy nữa. Bốn mươi mấy năm mà không sửa lần nào. Xe đó hiểu gì vậy chú? Chú hay là một chú, lần một hay chú đổi xe đó cho con đi chú. Đợi người ta đòi mua kìa mà không bán kìa. Đổi đi, đổi xe đó cho con đi. Thấy xe đó tốt không quá. Đổi á. Gì hả? Mấy xe này nó dễ chở. Đổi con chiếc SH được không? Xe đó thì giờ đem ra chở không có được. Trời ơi, sống được. Xe SH là để dành cho cửa Hoàng Huyền Linh với Ngọc Lan á. Trời, nó đổi SH mà lấy xe đó mà không chịu nữa. Chứ còn cô chú là già rồi. Đổi đi mà, năn nỉ đổi mà. Lúc đó mua xe đó là đúng là một đời chủ tới giờ luôn đó. Cuộc đời cô chú cũng bốn mấy năm mà mỗi lần cãi nhau ê ê ê là xong. Nói chung là con cũng cảm nhận được cái khó khăn của cô chú. Nhưng con thấy rằng giữa cô chú ở đây có một cái nụ cười, một cái niềm tin và sự nhường nhịn lẫn nhau. Nó sẽ giúp cho gia đình cô chú xóa đi tất cả những cái hỉ nộ ái ố và chúng ta bảo vệ được cái hạnh phúc trọn vẹn cho chúng ta ngày hôm nay. Điều này là chắc chắn rằng nó sẽ là một cái bài học rất lớn, những kinh nghiệm dành cho những cặp đôi trẻ đang yêu nhau, đã yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau và họ muốn sống đến răng long đầu bạc như cô chú thì phải có những thứ đó. Dạ, hôm nay Ngọc Lan sẽ gửi một cái lá thư mà Quỳnh Linh nghĩ rằng lá thư này nó mang một cái tâm trạng cổ kim hòa quyện. Những ký ức ngày xưa nó trở về, những tình yêu trở về và tình yêu bây giờ nó cộng hưởng lại ra lá thư này. Dạ. Đây là lá thư mà của chú gửi cho cô ạ. Con đọc cho cô nghe nha. À, cảm ơn Ngọc Lan. Gửi hoa của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in những năm tháng chiến đấu ở Sài Gòn được gặp Hoa. Hoa là người chị nuôi nơi chiến khu ngày đó. Hoa cùng các đồng chí lo lắng từng bữa cơm cho chúng tôi. Tôi cảm thấy biết ơn Hoa. Nhờ đó mà tôi có cơ hội trò chuyện với Hoa. Ngày ra đi chiến đấu, tôi biết Hoa ngậm ngùi, tiếc nuối nhiều lắm. Tôi chỉ có thể an ủi, Hoa ở nhà yên tâm, đất nước sắp hòa bình, đừng có buồn nữa, tôi sẽ quay trở về thôi. Hoa dặn tôi nhớ viết thư, tôi mừng lắm. Lúc đi chiến đấu, tôi nhớ nhung Hoa vô cùng. Nhớ những khi được cười nói với Hoa, nhớ những bữa cơm của Hoa nấu. Xót xa khi chúng ta chỉ mới quen nhau mà lại phải xa cách. Thế rồi tôi quyết định viết cho Hoa một lá thư. Khi nào tôi về, tôi sẽ có phần thưởng cho Hoa. Tôi mong Hoa nhận được cũng sẽ vui mừng như tôi. Và ngày trở về, tôi đã nói lời thương đến người con gái xứ Huế với mái tóc đen dài năm ấy. Hoa còn nhớ không? Rồi 2 năm trước, tôi bị bệnh nặng. Mặc dù Hoa không nói, nhưng tôi biết là Hoa lo lắng, ưu phiền nhiều cho tôi lắm. Tôi cảm nhận được hết. Tôi là người ít thể hiện nên cũng không an ủi được gì nhiều cho Hoa. Tôi thành thật cảm ơn Hoa vì đã vất vả chăm sóc cho gia đình của chúng ta. Trong suốt hơn 40 năm qua, Hoa làm đủ nghề, vất vả để lo lắng cho gia đình. Hoa tận tình và ít nói, thế nên tôi thương Hoa rất nhiều. Bây giờ đã lớn tuổi, con cái đã lớn cả rồi. Chúng ta không còn trẻ trung mà hờn giận nữa. Tôi chỉ mong chúng ta sẽ luôn nhường nhịn nhau cho qua hết mọi điều. Tôi mong Hoa thật nhiều sức khỏe, mãi xinh đẹp. Tôi nguyện được bên cạnh Hoa cho đến mãi mãi sau này. Cảm ơn, rất là hay á. Hay không cô? Cô quá hay luôn. Cái này là quả là nhớ suốt luôn á. Nhớ suốt đời cô nha. Vậy giờ cô có muốn nói gì với người viết cái lá thư này không ạ? À? Nói chung ra thì cô cảm ơn cái người viết lá thư này rất là nhiều. Đặt vấn đề tình cảm đối với cô. Không biết nói gì hơn. Chỉ biết cố gắng trong cuộc sống với gia đình để cho đầm ấm cho hết cuộc đời. Con thấy cô chú vẫn còn một cái điều gì đó ở trong lòng á. Con cảm giác giống như là cuộc sống bộn bề làm cho cô chú ít có thời gian riêng dành cho nhau, ít có nói với nhau những cái gì chất chứa ở trong lòng mình. Ví dụ như là những cái lời nói yêu thương dành cho nhau, cô chú cũng không có thời gian để làm điều đó. Thậm chí bây giờ khi mà cái lá thơ này chú viết rồi con đọc cho cô nghe, con biết là giữa cô và chú rất muốn nói với nhau một cách trực tiếp, nhưng mà vẫn cứ có một cái điều gì đó nó cứ ngại ngùng, dường như nó trở thành cái thói quen rồi á. Cho nên là cô chú ngại để mà
thể hiện với nhau. Và con rất là mong ở cái sân khấu Tình Trăm Năm này, con và chú Quyền Linh cũng như là quý vị khán giả được chứng kiến cái giây phút mà cô chú nói cái điều thầm kín ở trong lòng mình dành cho nhau. Đúng rồi. Bây giờ chú có thể nắm tay cô. Con thấy là chú rất là muốn nói luôn mà chú rất là ngại. Một lần trong đời mình hãy nói nhau tất cả những cái gì tận trái tim của mình đi chú. Trong cái tình cảm vợ chồng mình cũng nên giữ gìn cái hạnh phúc trong nhà, nó bảo đảm bình an và không có vấn đề gì xảy ra từ nay về sau và mãi mãi về sau. Từ cái lúc mà lấy nhau cho đến bây giờ, xa nhau rồi gần nhau, cái tánh lớn tuổi rồi cho nên cái tầng tình cảm có dành cho nhau đi chăng nữa cũng để trong lòng chứ không có bộc lộ ra giống như là tuổi trẻ bây giờ. Bây giờ đã hai phần đoạn đường rồi cho nên bao lâu thì trong cái tình cảm giữa tôi và ông như thế nào đó thôi, thì có những cái gì bực mình với nhau bỏ hết tất cả, xây dựng với nhau lại cho đến đời con sau này, đời cháu sau này nó nhìn được cái gương của ông bà nó mà để nó thực hiện những cái gì nó mong muốn. Hoặc là những các bạn ngoài đời còn nhỏ tuổi nên rút một cái kinh nghiệm, đừng bồng bột quá rồi để rồi tan vỡ làm cho cha mẹ phải khổ sở. Biết nói sao cho hết Nguyễn Linh Ngọc Lan. Không cái nữa nè, không cái cả là trên má đàng hoàng chú, trên má đàng hoàng. Trời ơi. Con trai lên đây nào, cháu cho ngoài lên đây nào, đã lên con đứng giữa ông bà nào. À, tuyệt vời ha, hy vọng rằng á mọi điều may mắn tốt đẹp nhất sẽ đến với ông bà và cháu. Con nghĩ rằng ở nơi nào đó, nếu mẹ cháu xem được câu chuyện ngày hôm nay, hãy cố gắng làm ăn cho nó tốt, có một chút thành công, hãy quay trở về để lo cho con của mình. Máu thịt của mình chứ ai đâu. Bột chiên của cô hết một buổi chiều là bao nhiêu tiền nha? Hôm trước á, chưa có chưa dịch. Chưa có dịch á, dạ. Có khi cả trăm vị á. Dạ. Nhận là 70-80 dĩa. Trăm dĩa là nhiều, là khoảng một dĩa nhiêu? 20. Chiều nay cô chú cứ làm, không cần ai mua hết, con Ngọc Lan bao hết buổi chiều để rải với toàn bộ đoàn. Coi dạ. Như cô chú chiều nay dẫn mấy cháu đi ăn, không cần phải bán, mà con với Ngọc Lan bao trọn vẹn cái buổi bán chiều hôm nay luôn nha. Coi như chiều nay cô bán, chú bán 100 dĩa đi. Nhưng mà hứa là lấy nha. Lấy, trời ơi, thấy thua quá. Sao bụng hàng. Bơm hàng. Tại vì cô có cái vậy nè. Dạ. Có người tôi cũng mới làm bánh. Dạ. Không có người cô không có làm bánh. Dạ. Cứ ấy đi, con không có bơm hàng đâu sợ. Chỉ có Ngọc Lan nó bơm hàng thôi. Đâu, con chỉ có tính lộn thôi chứ con không có cái tính bơm hàng.